Dạ, vừa rồi thì cả đoàn chúng ta đến tham quan tìm hiểu về hầm Tây Lúa, là một trong những công trình lao động phủ sai mang tính chất là giết tuồng. Thì khu lao động phủ sai đập đá thì cũng không ngoại lệ các thầy chú anh chị. Hàng ngày có một kiếp tù phải đi khai thác đá ở chân núi Chúa cách đây khoảng 3 cây số. Và nếu mà cả đoàn chúng ta có đến tham quan bảo tàng Côn Đảo thì khi đến cửa bảo tàng thôi, chúng ta đã nhìn thấy ngay một cái cổ xe gọi là Sài Gòn. Thì ban đầu thực dân Pháp họ bắt tù nhân khai thác những khối đá to đưa lên Sài Gòn này, thì nó có cái đầu máy kéo chạy bằng than, nó sẽ vận chuyển về đến thị trấn. Nhưng một khoảng thời gian rất ngắn thì tất cả những đầu máy bị hỏng hết. Và thực dân Pháp họ bắt tù nhân phải đưa những khối đá nó dài cả hàng thước khối và nặng cả hàng tấn lên cổ xe này, và dùng sức lực của mình để đẩy về đến trung tâm thị trấn, đập nhỏ ra, xây dựng các công sở và kể cả hệ thống nhà tù. Chính công việc lao động khổ sai này đầy ải vắt kiệt sức lao động tù nhân. Như là điển hình cầu tàu 914, con số này là do người tù đã nhẩm tính được, bạn tù khi làm lao động khổ sai đã lần lượt hy sinh đến 914 người. Năm 1908, thực dân Pháp họ đã đầy ải cụ Phan Chu Trinh đến khu lao động khổ sai đập đá đây. Họ nghĩ rằng cụ là nhà nho thì vấn đề cầm bút đối với nhà nho là công việc thường ngày. Nhưng mà đối với công việc làm lao động khổ sai chân tay, đối với nhà nho sẽ trở thành cực hình. Nhưng khi đến đây cụ vẫn lạc quan và thể hiện về ý chí sắt đá của những nhà yêu nước bị chế độ thực dân họ đầy ải tại Côn Đảo. Cụ đã cảm tác bài thơ Đập Đá Côn Lôn rất là nổi tiếng. Và bài thơ ngày hiện nay được đưa vào trong văn học Việt Nam chúng ta, văn học cấp 2. Và sang đến thời Đế quốc Mỹ thì họ chuyển đổi nơi này trở thành một xưởng mộc làm ngoài trời ạ. Và bên cạnh cả đoàn chúng ta nhìn thấy đây chính là khu vực nhà bếp để phục vụ cho cả trại giam. Lúc cao điểm nhất thì trại giam này giam giữ đến cả 2.000 tù nhân. Nhưng chỉ có một nhà bếp như thế này để phục vụ cho cả trại giam. Nhưng nhà bếp chỉ rơi vào tay của tù thường phạm và trật tự gác bục, chứ tù chính trị không được quyền quản lý nhà bếp. Cho nên đời sống tù nhân ở Côn Đảo thì vô cùng thiếu thốn. Thức ăn chính dành cho người tù là cá khô mục hoặc là những loại mắm để lâu ngày bị gắn vào ổi chua. Đó chính là thức ăn dành cho tù nhân. Cộng vào những công việc lao động khổ sai rất nặng, cho nên những người tù ở trên Côn Đảo sẽ dần dần kiệt sức và ngã xuống dưới những công trình lao động khổ sai khắc nghiệt. Và để tiếp tục chương trình thì kính mời cả đoàn chúng ta tiến thẳng về phía trước để đến tham quan tìm hiểu phòng giam số 3, nơi giam giữ tù án tử hình. Tại đây đã có 3 tử tù đã vượt thoát ra khỏi nhà.